Chào các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu các động vật sống trong rừng qua hình ảnh và tiếng kêu nhé. Con sư tử. Con sư tử. Con hổ. Con hổ. Con hươu. Con hươu. Con tê tê. Con tê tê. Con khỉ. Con khỉ. Con rắn. Con rắn. Con thỏ. Con thỏ. Con cáo. Con cáo. Con gấu. Con gấu. Con voi. Con voi. Con báo. Con báo. Con lợn rừng. Con lợn rừng. Con nhím. Con nhím. Con tê giác. Con tê giác. Con ngựa. Con ngựa. Con cú mèo. Con cú mèo. Con chim. Con chim. Con đại bàng. Con đại bàng. Con cá sấu. Con cá sấu. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem video mới nhất trên kênh nhé. A. A. Apple. Apple. B. B. Bed. Bed. C. C. Cat. Cat.
D, D. Dog, dog. E, E. Elephant, elephant. F, F. Fox, fox. G, G. Gif, gif. H, H. House, house. I, I. Ice cream.